Rồi, hello cả nhà nha, hello anh em nha. Đây, hôm nay quay lại với kênh thì em báo giá mấy cái bộ loa xe nha. Thì trước tiên là quay sơ sơ cho anh em coi nè. Âm ly xe nha. Ba cái này nó giống nhau nè. Một cái quay ngửa, một cái quay úp xuống, hai cái quay úp xuống, một cái quay ngửa lên. Có cái thì nó còn rách, có cái thì nó tháo rách mất rồi bạn em. Đây là loa này. Và tất cả loa đều từ neo hết nha. Đây súp rồi mọi người. Súp xe đó. Súp xe này, súp này tháo từ MPV ra nha. Tất cả bốn cái súp này đều súp tháo từ MPV hết, xe 7 chỗ đó. Súp này thì nó có tích hợp một cái âm ly nhỏ nữa. Còn những con súp này thì nó sẽ chạy trong âm ly này ra luôn, trực tiếp luôn, cho nên là nó không có gắn súp nhỏ nữa nha mọi người. Không gắn âm ly nhỏ nữa. Còn cái này nó sẽ là xài một cái âm ly nhỏ này và một âm ly này, thì âm ly này nó cũng nhỏ hơn âm ly kia. Cái âm ly kia nó tích hợp hai cái lại nên nó lớn hơn. Là chép và là trung này. Đây cũng chép này. Trung này. Center đó. Rồi. Bây giờ em sẽ báo giá từng cái nha. Rồi, anh em nào muốn mua bộ thì nó sẽ rẻ hơn. Anh em mà mua chọn một bộ thì nó sẽ rẻ hơn, mà mua lẻ thì chắc chắn cái gì mà khi mà trong bộ người ta xé ra người ta bán lẻ cho anh em, thì còn lại những cái kia nó sẽ bán chậm hơn hoặc nó khó bán hơn, thì anh chắc chắn là giá nó sẽ lúc nào nó cũng đắt hơn một chút xíu. Một ít thôi chứ không nhiều đâu anh em. Đó, ví dụ như một bộ là 6-7 triệu thì xé lẻ ra bán mỗi thứ thì nó cộng dồn hết lại thì nó cũng đắt hơn khoảng 5-600 ngàn thôi chứ không gì nhiều đâu. Ở đây như cái loa thì bán lẻ thì em cứ bán lẻ một cái 500 ngàn này. Thường thường anh em chơi thì cứ độ khoảng 4 cái hoặc 2 cái ha, thì cứ một hai cái là 1 triệu, 4 cái thì 2 triệu đó. Cứ 500 một cái thì tính lên. Và bốt xịn luôn nha. Đây em cho anh em coi này đó. Mexico nha. Từ neo nha mọi người. Từ neo thì anh biết, em biết rồi, từ neo tiếng rất là hay luôn. Đó, bát thì cứ loa cánh cửa thì là 500 ngàn một cái. Một cặp là 1 triệu. Đây là âm ly ha. Âm ly này cái model của nó là KU060. Đây này. Đây là cái sơ đồ cái rắc của nó này. Ý là cái rắc rim của nó còn, nó cắt cái dây đây này. Còn những cái này để em nó rút ra, nó không cắt dây. Em nhặt thì cái chỗ có tùy chỗ, chỗ thì nó rút rắc, chỗ thì nó cắt rắc, nó để còn nguyên rắc vậy đó. Nên cái này đưa về anh em cứ đưa cho thợ là người ta tra sơ đồ, người ta tìm ra là người ta làm được thôi. Rồi con âm ly này thì 2,5 triệu một cái nha mọi người. Âm ly này 2,5 triệu một cái này. Nó bự lắm. Em lấy trước mình đo kích thước cho anh em luôn. Nè, con âm ly 28,5. Thì ngang 22. 2,5 triệu một cái. Súp đây nữa. Súp đây em bán 2 triệu một cái mọi người. Súp đây thì cũng khá là lớn ha, anh em bỏ gầm, bỏ gầm ghế hoặc là cốp gì đó. Đó, ngang 50, rộng của nó 40-41 gì đó, cao là cao 14 mình. Súp này 2 triệu một cái ha, có 4 cái. Còn cái súp này 2,5 triệu nè. Súp này 2,5 triệu là nó có thêm tích hợp thêm cái âm ly. Âm ly này thì 2 triệu, nhỏ hơn cái âm ly kia. Rồi center này. Center này thì cứ 300 ngàn cái nha nè. Center 300 ngàn cái. Chép này thì có một cặp là 5 cặp mà không có dưỡng thì là 500, mà cặp như những cặp này có dưỡng thì là 600 nha. Cặp này đang dưỡng riêng của nó này.
600. Cặp này thì nó cũng có dưỡng của nó trong này rồi, nhưng mà cặp này rẻ hơn. Cặp này 300. 300 cặp. Center này 300 cái. Một cái 300. Còn cái này, như cái bộ này anh em mà lấy nguyên bộ này, lấy nguyên bộ sẽ rất là rẻ luôn. Lấy nguyên bộ em chỉ tính 7 triệu thôi. Một bộ của nó gồm có hai loa này. Đó này, này, Made in Mexico đồng hoàng nha anh em. Từ neo. Còn bên này từ thường này. Nó một bộ nhưng mà nó lại hai loa, bốn loa nó khác nhau. Có hai loa giống nhau, hai loa khác nhau. Này của Thái Lan. Cái sườn này là sườn sắt này. Này sườn là nhựa. Thì anh em tháo ra được. Này sườn. Dạ, hai mẹ con nó đi ấy mất rồi. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị nha. Đây, đó. Là gồm có bốn loa cánh cửa, hai loa chép, một cái âm ly, một cái súp tích hợp âm ly, hai cái loa trung, một cái loa center ở giữa. Bộ này 7 triệu nha. Bộ này bao phê bao hay luôn anh em. Về anh em đưa cho thợ người ta làm khoảng triệu nữa là triệu rưỡi gì đó, thì tùy anh em thợ người ta lấy nhiêu thì anh em trả nhiêu. Nữa là ngon lành cành đào luôn. Đó, 7 triệu bộ đó. Còn cái này thì anh em là muốn lấy nguyên bộ thì báo em. Thì nguyên bộ nó cũng gồm có một cái loa center nè, hai cái chép, bốn loa cánh cửa, một cái amply này và một cái súp này, là tổng cộng là bốn cái loa cánh nè, một cái center là 5 nè, hai cái chép là 7 nè, một cái súp nữa là 8 nè. Và cái amply nữa là 9 món nha. 9 món thì em bán 6 triệu thôi. Còn cái kia 10 món thì 7 triệu. Đó, anh em nếu mà lấy nguyên bộ thì giá nó như vậy. Còn lấy lẻ thì như em báo đó, loa cánh 500 một cái, âm ly lớn này thì 2 triệu rưỡi. Súp này thì 2 triệu. Súp này 2 triệu rưỡi. Âm ly nhỏ này 2 triệu. Rồi đó. Còn chép thì 300 một cặp. Loa trung thì 300 một cái. Đó, rồi ok. Anh em nào cần món nào thì alo trực tiếp em 0877 516688 ha. Và em xin kết thúc clip đây luôn nha. Chào cả nhà nha.